Nam thanh niên vác hàng nóng ghé thăm cửa hàng điện thoại. Sáng nay ngày 14 tháng 2, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên táo tợn xông vào cướp tại cửa hàng điện thoại trên địa bàn xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Nội dung clip ghi lại quá trình một nam thanh niên đội mũ, đeo kính và khẩu trang, che kính phủ mặt, đang cầm hình dạng giống súng, kích thước lớn, có lắp ống ngắm đi lại bên trong cửa hàng. Tại đây, đối tượng đã đe dọa hai nữ nhân viên đã có mặt bên trong cửa hàng. Lúc này, nhân viên cửa hàng không dám chống cự, phải trực tiếp lấy tài sản, gồm tiền và hiện vật bỏ vào một túi ni lông màu xanh để tên cướp lấy đi. Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 13 tháng 2, tên cướp đã nhắm vào cửa hàng điện thoại thuộc một thương hiệu có tiếng. Sau khi đe dọa nhân viên cửa hàng, đối tượng đã cướp đi số tiền 70 triệu đồng cùng 28 điện thoại di động rồi tẩu thoát. Liên quan tới vụ việc trên, Ủy ban Nhân dân phường Hùng Vương, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc xác nhận có vụ cướp xảy ra như thông tin đăng tải trên mạng xã hội. Đối tượng cướp tại cửa hàng có mang theo vật nghi là súng cồn tự chế. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an thành phố Phúc Yên tiếp tục điều tra làm rõ. Chúng tôi sẽ cập nhật diễn biến tiếp theo của vụ việc trên. Đừng quên để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.